Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên những cái chiếc Android Box thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu luôn. Vâng, bình thường thì khi mà các bạn mua một chiếc Arbox ấy thì cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói nó sẽ mặc định là cái Google Search, các bạn nhớ nhá. Mặc định nó sẽ chỉ là Google Search mà thôi. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể cài đặt thêm những cái trợ lý ảo khác Và hiện nay ở trên thị trường thì có một cái trợ lý ảo đang sử dụng rất là phổ thông Đấy là cái trợ lý ảo Kiki Và chi tiết hai cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói Google Search hay là Kiki Nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ giới thiệu luôn bây giờ cho các bạn xem Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm cái Google Search trước Thì mình sẽ bấm cái nút mic này Sau đó thì mình sẽ thực hiện ra lệnh bằng giọng nói Đây mình sẽ chú ý nha các bạn sẽ vào cái phần setting này này Thì các bạn sẽ vào cái phần voi, đấy, mình sẽ thiết lập cái năn nghĩa là đây mình sẽ chọn năn như thế này. Khi mà chúng ta chọn năn thì uh, mặc định luôn là mình bấm cái nút voi ở trên uh, vô lăng hay là một cái nút bất kỳ nào đó mình gán ấy thì nó sẽ là chức năng tìm kiếm giọng nói theo kiểu Google Search. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình đã chọn năn xong rồi đúng không? Ra ngoài bây giờ mình muốn tìm kiếm như thế nào? Mình muốn đưa ra một cái thông tin này. Thời tiết hôm nay thế nào? Báo thời tiết ở Gia Thụy vào hôm nay là trời có mây rải rác vài nơi và nhiệt độ là 30 độ. Rồi, và bây giờ thì mình không phải tìm kiếm thời tiết nữa. Mình sẽ tìm kiếm thử bản đồ nhé. Bản đồ dẫn đường đi. Bây giờ mình sẽ thử nào. Tìm đường đến khu đô thị Vinhome Ocean Park. Home Ocean Park, kết quả cho bạn đây. Đây như các bạn đã thấy Thì mình tìm dẫn đường nhé Nếu bình thường mà mình sẽ sử dụng cái map ấy Thì nó sẽ phải dẫn đường tới cái khu đô thị đó Thế nhưng ở đây thì nó sẽ không hiểu Và nó sẽ giới thiệu cái khu đô thị thôi Nghĩa là chức năng ở đây nó là bản chất Nó là cái Google search Chứ không phải là cái trợ lý ảo Đấy các bạn nhớ nhé Bây giờ mình tìm thêm một cái câu lệnh nữa Để cho các bạn hình dung nó dễ hơn này Đội tuyển bóng đá Việt Nam khi nào đá đội tuyển Việt Nam gặp Borussia Dortmund sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11. Đấy, như các bạn đấy, chúng ta tìm kiếm thông tin nhé. Ở đây nếu như mà mình mà tìm kiếm thông tin đấy, thì cái việc sử dụng Google Search này rất là tiện ích vì nó sẽ tìm kiếm cho chúng ta một cách nhanh nhạy hơn còn nếu như mà chúng ta cần một số những cái thao tác điều khiển hay là ra lệnh bằng giọng nói tìm kiếm địa chỉ hay là mở ứng dụng xem video vân vân thì mình cần phải sử dụng cái chức năng tìm kiếm giọng nói ví dụ như là kiki đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta tìm kiếm một cách chính xác hơn cái nhu cầu của mình còn cái google search này thì nó là một cái dạng tìm kiếm thông tin thôi và nó hiển thị cái thông tin cho chúng ta để chúng ta nắm bắt rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tìm hiểu cái trợ lý ảo Kiki Và theo mình các bạn nên cài đặt cái Kiki này nhá Nó có rất là nhiều cái hay Rồi và bây giờ thì mình sẽ thử chức năng tìm kiếm giọng nói ở trên cái ứng dụng Kiki Xem nó hoạt động như thế nào nhá Thì đầu tiên mình sẽ tìm kiếm một cái phổ thông nhất của người lái xe Đấy là tìm đường đi Thì bây giờ mình sẽ thao tác ví dụ mình tìm tới một cái địa chỉ cụ thể nào đấy Nhưng mà mình nói nó cũng không chi tiết để xem cái Kiki này nó có nhận diện được không Bây giờ mình sẽ thao tác nhé Tìm đường tới khu đô thị Vinhome Ocean Park Đi về hướng Tây Nam lên phố Phú Hữu Về phía ngõ 102 Hoàng Như Tiếp Ok như vậy thì các bạn đã thấy là Mình đã hỏi một cái đường Nó cũng khá là dễ tìm đúng không Nếu như mà tìm ở trên Android Google Maps thì cái thông tin này rất dễ tìm. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái thông tin địa chỉ cũng khá là tương đối và ở xa ở vùng quê để xem nó có thể tìm kiếm được không nhá tìm đường tới gara ô tô Bạch Hưng ở Tuyên Quang. Vâng, và như các bạn đã thấy thì Kiki nó đã tự tìm kiếm được giúp chúng ta cái thông tin ở địa chỉ cũng khá là xa và cái vùng ở trên tỉnh thì khó tìm đúng không? Nhưng mà với cái Kiki này thì chúng nhận diện khá là tốt đấy. À, đấy là cái phần tìm địa chỉ đúng không? Rồi và bây giờ thì mình sẽ thử tìm kiếm tiếp cái bản đồ nhưng mà bây giờ thì không phải là mở bằng cái Google Maps nữa và bây giờ thì mình sẽ mở bằng Vietmap S2 và tất nhiên thì khi mà mình ra lệnh ấy thì mình sẽ phải cài thêm một cái câu lệnh nữa là Vietmap S2. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bấm nút mic này. Tìm đường tới Vinhome Ocean Park Vietmap S2. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Ok, và như các bạn đã thấy Thì mình đã tìm đường tới cái địa chỉ cụ thể Nhưng lần này mình sẽ không mở bằng Google Maps nữa Và mình mở bằng cái ứng dụng Việt Map S2 Chỉ bằng một cái câu lệnh phía cuối mình thêm vào Đấy là cái chữ Việt Map S2 thôi Thì cái Kiki nó cũng đã tự nhận diện được Là mình muốn tìm bằng cái Việt Map S2 rồi Và nó dẫn đường luôn cho mình, thấy hay không? Và bây giờ thì mình sẽ thử cái chức năng khác Để xem nó hoạt động như thế nào Bây giờ mình sẽ tìm video ở trên Youtube đi Mở video... Việt Map S2 kênh Tuệ Minh. Vâng, mình thử xem cái từ khóa này thì nó có thể tìm kiếm và mở được chính xác hay không nhá. Ồ, oh, như các bạn đã thấy thì nó đã hiển thị ngay cái video nói về S2 ở trên kênh của mình rồi. Nó mở ra luôn. Đấy. Nói chung là về cái phần nhận diện giọng nói rồi thực hiện cái câu lệnh ấy thì mình đánh giá cái Kiki này nó có một cái khả năng nhận diện giọng nói khá là tốt. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái ra lệnh bằng giọng nói để nghe nhạc nhá. Thì bây giờ mình sẽ thao tác đây. Mở nhạc Mỹ Tâm. Đang đơn, chỉ có thể là Mỹ Tâm. Vâng, như các bạn đã thấy thì mình đã khởi chạy được cái ứng dụng Zing MP3 và bắt đầu bật cái nhạc của Mỹ Tâm lên rồi. Ok, mình sẽ tạm thời tắt đi nhá. Ok, đấy là những cái chức năng cơ bản của Kiki thôi Ngoài ra thì nó sẽ còn thêm một số những cái chức năng khác thì Mình sẽ làm riêng một cái video về Kiki Để cho các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về cái trợ lý ảo này Vâng, và như vậy thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn Cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên những cái dòng Airbox Các bạn có thể sử dụng Và lời khuyên của mình thì các bạn nên sử dụng cái Kiki Nó sẽ hay hơn so với cái Google Search nhá vâng và ngoài cái chức năng tìm kiếm giọng nói này ra thì những chiếc Android Box sẽ còn rất là nhiều những cái điều thú vị khác nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái dòng Android Box thì các bạn có thể lên kênh của mình tìm kiếm với cái nội dung là Android Box tuyển minh thì bên mình sẽ có khá là nhiều video giới thiệu về những cái dòng Android Box ở trên xe hơi để cho các bạn tìm hiểu vâng và video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại